Em xin chào thầy và chào tất cả mọi người đang xem video này. Mình tên là Anh Thi, sinh viên lớp răng hàm mặt 42 của trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trong đoạn video này, mình sẽ trình bày về chủ đề How to keep a tooth alive dưới góc nhìn của một endodontist. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là làm sao để giữ cho một cái răng được sống dưới góc nhìn của một bác sĩ răng hàm mặt chuyên ngành tủy răng. Trước khi bắt đầu vấn đề, mình xin nói là những thông tin mà mình cung cấp trong clip này là dựa vào kiến thức của mình và mình tìm thêm các thông tin trên mạng. Nếu mà có sai sót, mong thầy và mọi người góp ý. Đầu tiên mình sẽ trình bày về cấu trúc giải phẫu của răng. Nhìn trên hình, răng có hai phần là phần chân răng và phần thân răng. Đi từ ngoài vào trong, răng có 3 lớp là lớp men, lớp ngà và lớp tủy. Răng được cắt máu và chi phối bởi động mạch thần kinh chui qua lỗ chóp để vào trong tủy răng. Ví dụ về cắt máu thì hàm trên được cắt máu bởi động mạch huyệt răng trên và hàm dưới được cắt máu bởi động mạch huyệt răng dưới tách từ nhánh của động mạch hàm. Hàm trên được chi phối bởi dây 52 và hàm dưới được chi phối bởi dây 53. Qua cái hình hồi nãy, chúng ta đã thấy một cái răng còn sống, tức là một cái răng còn được cắt máu và chi phối. Và cái phần mạch máu thần kinh đó nằm ở trong tủy răng. Do đó, giữ cho một cái răng còn sống là giữ cho một cái răng còn tủy. Tiếp theo đây là một số biện pháp, một số mẹo để giữ cho tủy của răng không bị hư hại. Hiện nay, sâu răng là bệnh lý thường gặp dẫn đến những tổn thương không phục hồi của tủy. Khi mới bắt đầu sâu răng là sẽ sâu men trước, rồi sau đó sâu sẽ ăn sâu xuống tới sâu ngà, ngà nông, ngà sâu rồi tới tủy và có thể hình thành cái áp xe dẫn đến là phải điều trị nội nha. Do đó, biện pháp thứ nhất để phòng chống sâu răng là giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Đối với người lớn, chúng ta nên đánh răng ít nhất là 2 lần một ngày trước khi ngủ và sau khi thức dậy. Ngoài ra, chúng ta có thể đánh răng giữa các bữa ăn, sau ăn 30 tới 1 tiếng. Bên cạnh đó thì mình có thể sử dụng chỉ nha khoa để lấy sạch các thức ăn thừa để tránh sâu mặt bên của răng. Đối với trẻ em thì trẻ mọc răng đầu tiên vào 6 tháng tuổi. Do đó, ở tuổi này mẹ nên chảy răng cho trẻ bằng gạt với nước muối sinh lý. Khi trẻ được 3 tuổi nên tập cho trẻ đánh răng với kem đánh răng tuổi thơ. Khi trẻ được 6 tuổi nên tập cho trẻ đánh răng với kem đánh răng như là người lớn. Biện pháp số 2 là cần phải khám răng định kỳ để phát hiện ra những cái lỗ sâu, những hư hại sớm để điều trị kịp thời. Khi mà sâu men thì chúng ta chưa cần trám, nhưng mà khi sâu ngà nông chúng ta nên trám bít hố rãnh để dự phòng. Và khi mà răng đã sâu ngà sâu thì chúng ta sẽ lấy cái phần ngà đó đi, sát khuẩn và trám lại bằng các vật liệu phù hợp. Biện pháp thứ 3 là phải dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ. Từ thời kỳ bào thai phải cung cấp đầy đủ vitamin D và canxi để cho răng được chắc khỏe. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ thì không nên cho trẻ ăn thức ăn có quá nhiều đồ bột như là kẹo, nếu ăn thì sau đó phải đánh răng ngay. Biện pháp cuối cùng là theo những nghiên cứu gần đây trên thế giới cũng như Việt Nam thì bộ răng thật của con người là tốt nhất, khỏe nhất và có đời sống lâu nhất. Do đó, chúng ta không nên nhổ răng thật của mình để làm răng giả hoặc là mài răng để bọc sứ. Vì để đạt được độ thẩm mỹ trong bọc sứ thì bắt buộc là chúng ta phải mài rất là nhiều răng dẫn đến là chạm tủy. Do đó, người nha sĩ sẽ nội nha, tức là lấy bỏ cái phần tủy đó đi. Do đó, bọc sứ đạt được độ thẩm mỹ cao nhưng mà đời sống của răng sẽ không được kéo dài. Nhiệm vụ của bác sĩ răng hàm mặt cũng như là bác sĩ endodontist là duy trì hàm răng chắc khỏe và tồn tại, đảm bảo cho việc ăn nhai và thẩm mỹ của một người từ khi sinh ra cho đến khi tuổi già. Do đó, dưới góc nhìn của một bác sĩ endodontist, giữ cho một cái răng còn sống là giữ cho tủy răng được khỏe mạnh. Em xin kết thúc clip của mình tại đây.